đánh mạnh nhất của hai cõi luyện thể cảnh thực sự đã mở ra thiên môn đây là bờ bên kia của phật môn cũng là mục tiêu cuối cùng mà tu luyện giả thường nói tiên giới hỗn độn lão tổ cũng chấn động đòn đánh mạnh nhất của hai người họ đã hoàn toàn vượt qua giới hạn của luyện thể cảnh lại hình thành cộng hưởng với đại đạo lúc này bọn họ mới được nhìn thấy khung cảnh tiên giới tiêu vân không khỏi có chút khát khao lão tổ này thuộc cảnh giới phật môn phật môn có tám thức là căn bản của vạn pháp tiêu vân nghe vậy như chìm trong sương mù ta là ai ta từ đâu tới tổ sư ra không khỏi khẽ lắc đầu nói một cách đơn giản đó là cơ duyên mau chóng tu luyện kỹ năng chiến đấu như vậy có thể đột phá đến cảnh giới chiến đấu của đại đạo tiêu vân tự hỏi thứ mạnh nhất không phải là kỹ năng chiến đấu tối thượng sao sao vẫn còn đại đạo đó chỉ là nhận thức của mấy người phàm không thể thành đế đúng là mạnh nhất chỉ sau đại đế bởi vì các kỹ năng chiến đấu của đại đạo chỉ có thể được hiển thị sau khi trở thành đại đế mà cậu rất may mắn có thành công hay không phụ thuộc vào ngộ tính của cậu ánh mắt tiêu vân sâu xa đúng lúc thứ anh không thiếu chính là ngộ tính ngồi bắt chèo chân hệ thống đã tiến hành đốn ngộ cửu chuyển bá trưởng Kỹ năng chiến đấu đại đạo chứa kết cấu của đạo, ngay cả cỏ dại cũng sẽ trở nên sắc như gươm. Về phần cơ thể có thể biến đổi bao xa, điều đó phụ thuộc vào việc cậu có vượt qua thiên kiếp hay không. Khi đó, sức mạnh sẽ tăng từ 50 vạn lên 100 vạn cân lực. Lúc này, trong đầu Tiêu Vân chỉ có một câu, sao không nói sớm, không phải chỉ người thành thánh mới có thiên kiếp ư? Luyện thể cảnh của ta và người phàm có gì khác biệt? Hỗn Độn lão tổ cười, thành thánh mới có thiên kiếp, nhưng thực tế, phá vỡ kết giới giới hạn của một cảnh giới nhất định cũng sẽ thu hút thiên kiếp. Mà lần này nếu cậu lĩnh hội thành công kỹ thuật chiến đấu đại đạo sau này mỗi lần đột phá sẽ được thưởng một lần thiên kiếp với tốc độ tu luyện của hệ thống đốn ngộ không phải ngày nào mình cũng bị xét đánh sao tiểu vân chợt hoảng hốt ta thà không có phần thưởng như vậy sau một khắc đồng tử tiêu vân đột nhiên mở ra rõ ràng là đại đạo chiến kỹ đã thành công tổ sư gia chúng ta đấu thêm lần nữa với trạng thái của tiêu vân vào lúc này có thêm một lý thành đế nữa anh cũng có thể một trưởng đánh bay giây tiếp theo tiêu vân chỉ tung một trưởng tổ sư gia ngài thua rồi giờ khắc này tiêu vân đã tăng 90 vạn cân lực chiến đấu gần như tương đương với sức chiến đấu của hai luyện thể cảnh cực hạn. Mặc dù hỗn độn lão tổ đã bại, nhưng lòng cũng nhẹ nhõm, khó trách vị đại đế đó có thể một mình đột phá tiên đạo, người đã vượt qua cực hạn như vậy thật đáng sợ. Giây tiếp theo, hình ảnh từ từ biến mất, cửu trọng thiên kiếp sắp đến, ta giao thánh địa hỗn độn cho cậu, ta sẽ đợi huynh trên con đường tiên đạo. Tiêu huynh, nam nhân lần đầu tu luyện đã gặp lôi kiếp, tuy nhiên, trong mắt những đệ tử bình thường, điều này chẳng khác nào gặp ma, trong đó, mấy trưởng lão và tông chủ của nhiều môn phái cũng nhìn về phía Hoan Ma Tháp, trước khi thành thánh sẽ không ráng lôi kiếp hỗn độn thánh địa của ta sắp có người thành thánh sao lôi kiếp đầu tiên hạ xuống nên đất đã chìm xuống 10 mét đau thì đau thật nhưng không đủ tôi luyện ra thịt ta đợi tông chủ đi tới mới phát hiện không ổn lôi kiếp lại ráng xuống tiêu vân đây là trời kỳ anh tài nên mới có lôi kiếp ư theo kim quang nổi lên từ mặt đất cả đế thiên và tông chủ đều nở nụ cười đánh bại tổ sư ra xong lại chống lôi kiếp sau này hỗn độn thánh địa ta có hy vọng rồi tiêu vân lúc này cũng ung dung đứng lên lôi kiếp qua đi trời đất mỹ lệ Sức mạnh hiện tại cuối cùng đã tới 200 vạn cân, còn cao hơn vạn cổ đệ nhất luyện thể cảnh, bây giờ thời không chi thể có tới. Một trưởng cũng có thể hạ gục, lúc này Thánh chủ cũng bắt đầu hỏi thăm tình hình, bởi vì vừa rồi, nhìn thấy lão tổ đã khác xưa rất nhiều, giống như có ý thức tự chủ, Tiêu Vân kiến thức hạn hẹp, nhưng cũng biết không thể nói chuyện mình xưng huynh gọi đệ với lão tổ ra được, nếu không, chắc chắn sẽ bị coi là kẻ ngốc, thế là nói, lão tổ đã lên tiên giới, mong ta dẫn dắt tông môn cường thịnh, sớm ngày lên tiên giới hội tụ với ngài ấy. Thánh chủ nghe vậy, không hề nghi ngờ gì, dù sao thiên phú của tiêu vân cũng đã bày ra đó hôm nay ta sẽ sắc phong ngươi là chuẩn thần tử ở bên ngoài có thể đại diện cho thánh địa hỗn độn ta động tĩnh lớn như vậy triệu vô cực đã vọt tới điều bây giờ hắn muốn biết nhất là tiêu vân đã đạt tới bao nhiêu cân lực vì không để triệu vô cực mất động lực tiến về phía trước tiêu vân che giấu chỉ cần ngươi nhớ rõ một ngón tay của ta cũng có thể hất bay ngươi sau đó tiêu vân đến phòng của đế thiên dù là trong hang rồng hay ở tu chân giới ngươi làm đều không sai nhưng ông nội của liễu nam sơn là liễu thiên năm đó cùng thứ hạng với ta bây giờ thần tử của thiên đao thánh cũng là thượng cổ trọng đồng đều trách vi sư không đột phá được đạo thiên cảnh sau này sợ là ngươi sẽ gặp rắc rối tiêu vân lại hỏi nếu sư phụ bước vào thiên cảnh thì sao sau đó vớt quả bồ đề ra nuốt cái này sẽ có thể tiến hành một lần đốn ngộ nếu có thể tiến vào thiên cảnh lão phu đương nhiên không sợ liễu nam sơn dù có lung lay nhưng đế thiên biết dù mình có đột phá thiên cảnh thì cuối cùng cũng không thể luyện ra hỗn độn thể tốt hơn là để lại thần vật như vậy cho đồ nhi có thể nhịn không ham thần vật như vậy tiêu vân cũng nhìn ra đế thiên thật sự coi anh là người kế thừa e là nếu biết mình không hề thiếu cơ hội đốn ngộ chắc sẽ không từ chối nữa nhưng không thể nói ra chỉ nói ngộ tính của mình căn bản không cần quả bồ đề một cơ hội đốn ngộ bây giờ tiêu vân thực sự không cần đế thiên cũng muốn tận mắt chứng kiến tiêu vân thành công trên con đường chính đạo hãy để vi sư bảo vệ người sau đó tiêu vân trở về phòng tu luyện một luyện thể cảnh muốn đột phá đến tụ khí phải vượt qua 360 kinh mạch khai thông 7.200 huyệt đạo trên toàn cơ thể như vậy tụ hợp lại mới có thể thành công đạt tới tụ khí sau 77 14 ngày cơ thể của tiêu vân bị kim quang vây quanh trong ngoài phòng đồng thời có kim long bay lên trời lúc này một số người ở đế phong cũng vây quanh có thể vượt qua tổ sư ra quả nhiên không tầm thường đây cũng là lần đầu tiên phù linh thấy người có thiên phú khủng bố như vậy huyết khí của thiếu chủ đã đạt đến đỉnh cao đáng sợ sợ là một trưởng đã có thể viên mãn tụ khí cảnh